Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng Bước Trước Thời Gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa Santic. Đây, lốc điều hòa Santic 24V Bully bản A. Đây có thể nói là một sự ra đời của sản phẩm rất là bắt kịp xu hướng. Bởi vì là với cái dòng Santic lốc nhỏ gọn này này, đây, lốc nhỏ gọn này và Bully bản A thì có thể nói là nó cực kỳ dễ độ chế cho đến thời điểm hiện tại. Một số dòng xe tải và xe máy xúc nó có cái không gian nó không được rộng đấy ạ, thì cái việc chế tác thì nó hơi bị khó. Cho nên là cái dòng lốc Santic để ra đời là để phục vụ cho anh em có thể chế này các dòng máy xúc nhỏ này đây, và các xe tải nhỏ. Anh em một số anh em thì cũng rất là ngại sử dụng các lốc lốc bãi, thì chúng ta có thể sử dụng lốc mới này. Đây là dòng lốc Santic, lốc rất là nhẹ máy đấy. Với điện 12V thì nó được sử dụng để lắp cho xe Suzuki hoặc xe Taco Tour đấy. Đây là nguồn điện 24V này. Đây là hai chân dưới bắt của lốc đây. Đó. Đây là phía trên hai mặt bích. Mặt bích để chúng ta bắt vào trong lốc. Thì với bên em thì sẽ có cái đặc điểm rất là nổi bật ở đây là chúng ta có thể dùng cái bích chuyển này, cái bích chuyển ra co gen này để chúng ta bắt chế qua đây để thành ra cái đầu co mà chúng ta muốn sử dụng. Hoặc bên em cũng có cái loại bích nó liền co luôn, tức là một mặt nó là bích, một mặt nó là ra co luôn đấy, nên là anh em không phải suy nghĩ về vấn đề đầu co hay bất cứ một cái gì cả. Chúng ta chỉ cần xử lý ok cái chân đế là xong. Đó. Cảm ơn mọi người đã cùng Bước Trước Thời Gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.